cái khổ nhất của ngành dịch vụ photo in ấn của chúng ta, tức là cái khổ nhất là cái lúc mà cái máy móc của chúng ta gặp hỏng hóc đột ngột. Nếu tất cả các anh chị và các bạn biết cách xử lý thì nó quá dễ dàng. Còn nếu không, tất cả các anh chị phải chờ một thời gian, phải chờ thời gian thợ tới. Và đâu phải thợ lúc nào mình gọi người ta cũng tới. Và khi đó chúng ta sẽ chờ, có thể là các bạn có thể phải chờ bắt hết một ngày. Hoặc là các bạn nếu mà nhanh thì có thể vài tiếng chúng ta mới xử lý xong cái con máy hư của chúng ta. Nên do đó mình có những cái video trước mình đã khuyên tất cả các bạn cứ mạnh dạn. Khi mà hỏng hóc chỗ nào thì các bạn, nếu mà các bạn không biết vị trí thì các bạn lên internet các bạn có thể search vị trí lỗi. Tại vì máy photo nó rất là thông minh, một chỗ là những cái vị trí lỗi thì hầu như nó báo. Nó báo những cái lỗi SC gì đó thì nó sẽ đúng cái vị trí hoặc là nó nằm trong cái khu vực đó. Thì chúng ta sẽ loại trừ những cái khu vực khác và chúng ta sẽ tập trung xử lý ở khu vực đó thôi. Còn nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta cứ thể là điện tới những người thợ mua máy á, thì mình sẽ hỏi thử là cái lỗi đó nó nằm ở vị trí nào và cách xử lý thế nào. Nếu mà người thợ đó tốt thì người thợ sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn và các anh chị để cách xử lý luôn. Nên do đó khi tất cả các anh chị làm cái gì cũng vậy, khi chúng ta muốn lâu ngày mà chúng ta thành quen thì các bạn nên có một cuốn sổ để chúng ta ghi vào. Ví dụ như khi lúc này các chị gặp cái lỗi này thì các chị nên ghi vào cái lỗi đó là lỗi ở nằm ở vị trí nào, và sau khi các chị xử lý xong và các chị sẽ ghi lại, note lại là cái cách xử lý nó như thế nào. Để xong sau đó khi mà chúng ta sau một thời gian sau, nếu mà chúng ta gặp lại cái lỗi đó thì chúng ta sẽ dỡ cuốn bí kíp của chúng ta ra và chúng ta coi nằm ở vị trí nào, đó là cái cách mà mình hay làm đây nhất. Đây là cái dây cua ro, đây là cái dây cua ro kéo hai cái trục B1 và C. Tức là hai cái trục này nó sẽ là có nhiệm vụ là trung chuyển giấy lên giữa beo và rum để nó ghi hình ha. Thì khi mà cái dây cua ro này nó bị đứt thì hai cái trục đó nó sẽ không có quay, và nó sẽ gây ra tất cả cái hiện tượng khi lên tới đó nó sẽ kẹt giấy và nó gây ra hiện tượng là bung cái nắp B2 ra. Khi mà các bạn gặp trường hợp này thì các bạn mở cái nắp máy ra, các bạn dùng hai cái vật gì đó các bạn chặn lại cái nắp chốt của cái máy, sau đó chúng ta cho máy chạy thử một tờ. Nếu các bạn quan sát chỗ đó mà hai cái trục đó nó không có quay thì chúng ta sẽ nhận định đó nó bị đứt cái dây của nó phía sau. Để mua cái dây này cho nó chính xác thì thứ nhất, nếu mà các bạn ở gần cái tiệm mà người ta bán á, thì các bạn cầm cái sợi dây này ra thì có thể là chúng ta sẽ đo cái kích thước người ta bán cho các bạn. Và để biết chính xác hơn là các bạn nên nhớ cái mã số của sợi dây này. Tại các bạn biết đây, cái sợi dây này nè, hầu như là nó bị đen hết, nó đen đúa, nó bị mất hết mấy cái chữ luôn, thì chúng ta không thể nào chúng ta biết được cái mã số này. Và nếu các bạn không nhớ thì các bạn cầm luôn cái sợi dây này ra và cái tiệm đó để cho người ta đo, hoặc là người ta có thể là biết được cái bạn nói ở vị trí, thì cái thợ đó, nếu mà thợ đó rành thì người ta có thể biết được cái mã số của sợi dây này, dây cua ro này. Còn đối với những cái thợ nào mà không rành thì người ta có thể lấy sợi dây người ta đo thì người ta sẽ biết chính xác được cái sợi dây đó nó nằm ở vị trí nào thì chúng ta có thể mua được. Còn nếu không, tất cả các anh chị sẽ nhớ cái mã số của sợi dây. Đây là cái mã số của sợi dây này, sợi dây cua ro motor này, sợi dây cua ro kéo cái hai cái trục B1 và C này, các bạn chị sẽ thấy nè. Ở đây là cái mã của nó là 278 S2M. Nếu các bạn sợ quên thì các bạn có thể lấy cái viết, các bạn ghi vào cuốn sổ để chúng ta sẽ biết được cái vị trí của dây cua ro khi mà nó đứt, nếu mà nó không có mã số này. Và các bạn nếu mà gặp cái tình trạng mà các bạn cái công ty mà bán linh kiện này ở xa thì các bạn và các anh chị đọc cái mã thì người ta có thể lấy cho tất cả và gửi về cho tất cả các anh chị. Đó là cái cách mà để chúng ta mua cái sợi dây này cho nó chính xác. Để thay máy thì đơn giản rồi, các bạn tháo cái nắp này ra. Cái này thì mình đã có hướng dẫn cho tất cả các bạn và các anh chị rồi. Cái này đem qua mình đã tháo rồi, mình lấy cái sợi dây nó ra cho nó nhanh. Để thay được thì nó dễ dàng thôi, các bạn tháo hai cái nắp ở phía sau máy ốp ra ha. Đối với cái máy 2025 á, cái dòng mà 2025 hoặc cái dòng tương tự như thế này thì nó sẽ có một cái móc dài thế này đó. Các bạn và các anh chị mở cái móc ra thì các chị mới thấy được cái dây phía trong rồi. Mình đã có một cái video rồi thì mình sẽ tìm cái link lại để mình để ở dưới cái phần bình luận của video này để cho tất cả các bạn và các anh chị có thể tham khảo được.
đây là cái vị trí mà cái sợi dây của RO này, đây nè, cái cụm này là cái cụm motor để nó kéo cái khay, để nó kéo hai cái trục của C và B1 ha, thì nó là sẽ nằm ở khúc vị trí này các anh chị thấy nè. Đây. Ở đây là nó có một cái bánh trớn nữa, thì sẽ tháo cái bánh trớn ra. Ở phía trên đây nè, nó có một cái bo mạch nữa, nên xử lý thì mà chúng ta sẽ tháo ra rồi, đúng không? Thông thường thì đây mình làm cho tất cả các bạn mới nào mà mới gặp video này để hình dung được, thì lúc trước thì ở đây nè, thông thường đây là nó sẽ có một cái bo mạch như thế này nè, đó, nó nằm ở đây, đúng không? Nó nằm ở đây. Ở đây thì nó có hai ốc này. Nếu mà tất cả các anh chị mà để cái bo mạch này làm á, thì chúng ta nó hơi bị vướng víu, chúng ta chỉ cần mở hai ốc này ra thôi. Thì ở phía trên đây nó có hai chốt nè, nó hai cái cháo điện, thì chúng ta sẽ rút cái cháo điện ra thôi ha, thì rất là dễ dàng. Đây nè, đó, chúng ta chỉ lấy ra như vậy thôi. Thì phía khúc chỗ này á, thì nó sẽ trống, nó sẽ trống cho chúng ta làm việc rất là thoải mái, cái tay chúng ta sẽ làm việc rất là thoải mái ha. Thì mình nghĩ á, tới đây á, là mình chỉ tháo một cái, ở đây nó có một con nhông nữa. Đây nè, nó có con nhông này, nó nằm như thế này, đây này nó có cái chốt. Thì khi mà mình tháo cái bo mạch ra rồi á, thì cái tay mình rất là thoải mái. Còn nếu mà mình làm biến á, mình để cái này á, thì mình rất là khó khăn để mình lấy cái này, tại cái bo mạch nó nằm ở đây ha. Do đó là mình sẽ tháo cái bo mạch này ra ha, tháo bo mạch này ra xong rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái kềm á, là chúng ta lấy cái chốt mà chúng ta rút cái con nhông này ra, là nè, con nhông một chiều nè, đây là con nhông một chiều nè, đây nè, anh thấy có cái chiều không, đây nè, nhông một chiều đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ thay, thì để thay cái này á, thì tới đây là chúng ta có thể thay được rồi. Thì ở đây ở phía trước như thế này nè, tất cả các anh chị để sợi dây vào trong đây nè, đúng không? Chúng ta để sợi dây vào đây đó. Chúng ta để xuống này, còn để rồi chập nữa chúng ta sẽ làm tiếp những cái thao tác sau ha. Thì đây cái sợi dây này nó sẽ nằm lên trên cái con nhông lớn này ha, rồi nó sẽ xuống đây, nó sẽ xuống này nè, đó, nó sẽ xuống đây và nó sẽ qua đây, nó sẽ qua con nhông này này, nó sẽ nó, các bạn sẽ thấy nó hình dung như thế này đó, các bạn sẽ thấy chưa, tức là nó lên cái con nhông lớn này từ cái motor này, con nhông lớn. Rồi bây giờ để gắn trong cái motor á, thì trong motor nó cũng có một cái trục nhông, tuy nhiên để gắn nè thì chúng ta bên phía đây chúng ta sẽ không thấy được đâu, mà chúng ta sẽ mở cái nắp cốp ở phía sau đây. Đây nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái nắp ốp phía sau ra nè. Đây, chúng ta lấy ra. Sau khi mà tháo cái nắp ốp ở phía sau ra thì các anh chị sẽ thấy ở phía sau này nè, ha, nó sẽ có một cái lỗ. Thì một cái lỗ này thì chúng ta sẽ đút vừa một ngón tay vào nè, để chúng ta cố định, để chúng ta giữ cái dây của RO để cho nó vào trong một cái bánh răng của cái motor phía sau này nè. Đây là cái bánh răng này, motor phía sau nè, các anh chị thấy ha, hình như các anh hình dung được này đó. Thì mở nắp ốp ra chúng ta sẽ dễ, chúng ta sẽ không tháo motor ra, chúng ta sẽ để như này đó, chúng ta đút cái tay vô và chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta có thể là đưa cái sợi dây của RO nó vào trong cái phần của cái motor này. Đây, bây giờ các anh chị thấy nè, mình đã đưa được cái sợi dây của RO vào phía trong rồi nha. À, có thể là cái máy quay GoPro nó không có rõ lắm khi mà ở cái cự ly gần, nên tất cả các bạn và các anh chị có thể là khi mà xem video tới đây rồi, các anh chị có thể là nhìn mắt các anh chị hình dung được. Đối với khu vực phía trước, các bạn sẽ thấy nó có một cái con trung gian. Cái con trung gian này có tác dụng là nó căng cái sợi dây, có tác dụng là căng cái sợi dây này nè, là lỏng hay là chặt là do nó. Thì ở đây các bạn sẽ thấy nó có một cái lò xo ha, cái lò xo, tức là chúng ta có thể đẩy lên đẩy xuống. Khi mà chúng ta mới mở ra, chúng ta mới bỏ dây RO vào thì chúng ta sẽ tháo cái con ốc này ra để cho nó sẽ đẩy lên, nó sẽ đẩy lên như thế này. Mục đích của nó đẩy lên như thế này là mình sẽ có tác dụng là mình để sợi dây RO vào trong mấy cái nhông này nè một cách nó dễ dàng, rồi sau đó chúng ta sẽ cố định cái con này lại sao cho cái sợi dây nó vừa căng là được ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ dặn ốc đó. Sau khi mà cái sợi dây mà nó ráp vào xong thì nó phải có theo cái chiều này. Thứ nhất là từ ở motor, từ bánh răng của motor nó sẽ đi lên cái con nhông này và nó xuống cái con nhông điều chỉnh, cái bánh xe điều chỉnh này, cái phần điều chỉnh chặt hay lỏng của dây của RO. Sau đó chúng nó sẽ đi qua cái nhông ha, cái nhông này, và tiếp đến là nó tới một cái con quay trung chuyển nữa nè đó, để nó sẽ nằm thế này. Này, đây là cái lắp của cái dây của RO. Đó.
chúng ta là canh là nó vừa thôi, chúng ta không có ấy có xí con này nó căng quá thì cái sợi dây nó máy nó sẽ đứng, có thể là nếu mà chúng ta căng quá thì máy nó sẽ đứng luôn. À, đây nè, sau xong là chúng ta sẽ xoay thử ha, chúng ta dùng cái tay chúng ta xoay thử với cái nhông này nè, đó, tức là chúng ta sẽ thấy nó quay nhẹ, là sau đó là nếu mà nó quay nhẹ rồi là ok rồi, chúng ta chỉ cần siết con ốc này cố định lại cho nó chặt là được. Rồi sau đó là chúng ta sẽ ráp con nhông này vào trước nè, tiếp theo là chúng ta sẽ ráp con nhông này vào. À, chúng ta dùng kềm chúng ta cố định cái khoe nè. Cái khoe này thì nó hơi nhỏ nên là các bạn làm cẩn thận chút ha, chúng tôi nó dễ rớt. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ ráp cái bộ phận này vào, thì bộ phận này nó có cái máu nè, nó tương đương với cái này ha, tương đương cái này chúng ta sẽ đưa vào như thế này. Chỗ này nó có một cái sợi dây đắt điện đó nha, các bạn đưa vào sau, các bạn cái khoe này các bạn sẽ đưa vào sao cho nó chính xác ở trong cái phần ấy này. Thì đây nó có một cái điểm khuyết nè, anh chị chú ý cái điểm khuyết ha, cái này có thể là chúng ta sẽ xoay được đó, đưa vào để cho nó khớp với con nhông này. Chúng ta gắn cái sợi dây điện vào nè, rồi ở đây là nó có một cái khoe này thì nó khoe nhựa, chúng ta sẽ gắn cái khoe nhựa này vào, chúng ta đẩy lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ gắn lại cái bo mạch này thôi. Nè, chúng ta sẽ gắn cái bo mạch này vào. Rồi chúng ta khi mà chúng ta làm tới đâu là chúng ta nhớ gắn cái sợi dây điện. Ở đây nó có hai một sợi dây điện màu xanh lá cây và một đầu là xanh dương. Thì chúng ta gắn xanh dương là chúng ta gắn vào trong. Rồi, xanh lá cây thì chúng ta gắn ở phần này. Đó. Rồi, tức là đây là xong của cái phần bo này. Rồi sau đó chúng ta sẽ gắn mấy cái sợi dây điện vào thôi. Đây này. Ở đây có sợi dây điện của motor này thì chúng ta gắn vào. À ha. Rồi. Ở đây chúng ta có một sợi dây điện này, chúng ta sẽ gắn vào trong cái bo này. Đây nè. Đó. Rồi. Đây, cái phần này thì chúng ta sẽ gắn, chúng ta tháo sao thì chúng ta nhớ gắn vậy thôi. Rồi tiếp đến là mình sẽ lắp cái bộ phận này vào nè, cái bộ phận mực hồi. Đó, chúng ta đưa cái cây này vào, thì nó có cái khớp hết, các bạn nhìn cái khớp, các bạn biết à. Đơn giản lắm, nhìn mấy cái này là đơn giản, các bạn tháo ra 1 lần, 2 lần là các bạn ok luôn. Đây, khi đưa vào thì nó sẽ khớp với cái này, nó khớp với con ốc này. Đây, khi mà nó vô khớp hết á thì các bạn và các anh chị sẽ thấy là cái phần này nó sẽ sát ha. Nó sát với cái khung sắt này chúng ta dặn ốc vào. Còn nếu không á là nó bị cấn ở trong, cho đó tất cả các bạn phải coi lại ha. Sau khi các anh chị ráp cái này vào rồi thì chúng ta nên nhớ là chúng ta sẽ gắn luôn một cái sợi dây điện ở đây. Tại vì đây là nó có một cái sợi dây điện. Sợi dây điện này là cái sợi dây điện nó nằm ở cái con sensor này nè. Ha. Thì cái mục đích của cái bộ phận này á, là các anh chị biết là nó là sẽ thu hồi cái mực thải ở phía trên của hopper mực, tức là cái mực mà sau khi đã tái chế nó sẽ đưa về trên cái hopper mực và nó đưa ra đây nó thải, thì trong đây nó có cái con này nó quay nè, nó sẽ quay, nó đưa cái lò xo xuống đây, nó được đưa xuống bình bằng thải. Thì khi mà cái mực ở từ trong rum, khi mà sau khi cái gạt rum nó đổ vào trong cái bộ phận rum á, thì nó sẽ đưa ra cái ống mực hồi, nó đưa lên lại cái bộ phận tái chế mực. Trên cái hopper mực thì hopper mực nó có một cái bộ phận lọc, gọi là lọc mực lại, tức là tái chế lại những cái phần mực nào mà nó còn sử dụng được thì nó tái chế lại và nó đưa lại xuống vào trong cái hopper mực. Còn nếu mà cái phần nào mà nó không tái chế được nữa thì nó sẽ đưa ra ở phía phần của phía sau này, thì phía sau này phần này nó sẽ có motor, nó sẽ xoay cái lò xo này, nó sẽ đưa xuống đây. À, thì đây nó có con sensor. À, thì ở đây nếu mà nó bị báo lỗi hình như là lỗi 490 thì phải. 490 thì nó sẽ là lý do là cái bộ phận này nó bị dơ nè, hoặc là sensor bị dơ, hoặc là cái bộ phận này nó đóng cứng mực, nó không có xoay được, nó sẽ báo. Thì khi mà các bạn gặp cái lỗi đó thì các bạn sẽ nhớ cái bộ phận này và chúng ta sẽ vệ sinh bộ phận này ha.
Rồi sau khi mình ráp máy vào xong thì các anh chị sử dụng hai cái vật nhọn, chúng ta sẽ đóng cái chốt điện lại nè. Chúng ta mở ra để chúng ta kiểm tra lại cái bộ phận của nó, chúng ta thay vào như thế nào ha. Thì phía trên phía dưới nó có một cái này thế này. Rồi đó chúng ta bật máy lên. Thì bật máy lên các anh chị sẽ thấy chập nửa chúng ta sẽ một, nó sẽ có nhiều cái cách để chúng ta thử như thế này ha. Để sau khi máy khởi động xong mình sẽ chỉ tất cả các bạn và các anh chị. Đây, sau khi máy khởi động xong, tất cả các anh chị nè, đẩy cái nắp máy, đẩy nắp máy xuống, chúng ta sẽ bấm start trên máy nè. Các anh chị sẽ thấy nè, đây nè, hai cái này nó chạy đúng không? Cái B1 và cái C2 nó sẽ chạy. Tức là cái khi đó là cái motor chúng ta nó thay vào nó ổn định, nó sẽ chạy. Còn nếu mà các anh chị mình nếu mà thay vào nó bị lỗi thì có thể là nó không chạy, hoặc là nó bị cấn cái gì đó thì nó sẽ không quay như thế này. Bây giờ để test hai cái bộ phận đó thì chúng ta sẽ vào như sau ha. Chúng ta sẽ vào bấm vào nút ly vàng nè. 107 nè, chúng ta giữ nút ly stop mà. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào copy USB. Rồi chúng ta sẽ vào cái lệnh nè. Các bạn bấm vào cái lệnh nè. 5 8 0 4 0 3 9. Sau đó các bạn bấm enter. Thì đây nó sẽ hiện ra on, các bạn bấm on. Các bạn bấm on thì các bạn sẽ thấy đây là cây C. Cây C nó sẽ, chúng ta đây là chúng ta sẽ kiểm tra cái bộ phận cây C. Thì các bạn thấy cây C quay rồi ha. Rồi chúng ta sẽ bấm off lại. Rồi để kiểm tra bộ phận khay B1, chúng ta cũng sẽ bấm là, chúng ta các anh chị vào bấm vào cái nút FB Red này. Các anh chị bấm vào nút là 5 8 0 4 0 2 7 ha, chúng ta bấm enter, chúng ta bấm on. Thì đây các anh chị sẽ thấy cái khay B1 nó sẽ quay như thế này ha. Tức là cái bộ phận cái dây motor phía sau nó sẽ hoạt động ổn định. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Hy vọng những cái nội dung chia sẻ trên video này sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn và các anh chị, đặc biệt là tất cả các bạn và các anh chị mới. Mình luôn hy vọng tất cả các anh chị và các bạn mới hãy tự tin, và chúng ta từng bước chúng ta sẽ học, chúng ta thay thế, chúng ta sửa chữa và chúng ta khắc phục một số những cái đơn giản nhất của máy của tô mình, để chúng ta sẽ không phụ thuộc vào thợ và chúng ta sẽ chủ động trong việc sửa chữa máy móc để phục vụ cho công việc của chúng ta. Nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để kênh được phát triển. Và các bạn hãy giúp mình khi xem video thì hãy xem hết quảng cáo để cho mình có thêm thu nhập, để mình có thể cải thiện được chất lượng video. Cũng giống như là một số các bạn và các anh chị có ý kiến là có thể là thu âm hiện tại bây giờ nó không có được tốt cho lắm, lý do là mình đang sử dụng thu âm trực tiếp trên Google và không có mic rời. Mình hy vọng với sự đóng góp của tất cả các anh chị và các bạn khi xem video thì mình có thể mua được những cái bộ mic thu âm cải thiện chất lượng âm thanh tốt hơn trong thời gian sắp tới. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe và làm ăn ngày càng đắt khách. Bye bye, hẹn gặp lại ở video sau nha.